Mũi xấu sẽ mất tự tin ở mọi góc nhìn. Bạn sở hữu một gương mặt xinh xắn, nhưng chiếc mũi thấp tẹt sẽ làm cho gương mặt bạn trở nên kém sang. Dù ở góc chính diện, góc ngửa, góc nghiêng thần thánh 45-90 độ, ở bất cứ góc độ nào cũng đều lộ ra nét không hài hòa trên gương mặt, làm bạn thiếu tự tin khi selfie. Ok, chào em nha. Em làm mũi được bao nhiêu ngày rồi bé? Hôm nay là 15 ngày. Thì trước trong và sau khi làm có cảm thấy đau hay khó chịu gì không? Dạ không gì ba. Sau 15 ngày được gỡ nẹp vậy nè, em có cảm thấy hài lòng với dáng mũi của mình không? Dạ em rất là hài lòng chị. Em rất là thích dáng này. Có ai khen không? Dạ cũng rất nhiều người khen dáng đẹp anh chị. Giải pháp tối ưu cho bạn chỉ 45 phút, hãy đến với hệ thống thẩm mỹ Hàn Quốc Gangnam cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tâm huyết sẽ giúp bạn sở hữu một chiếc mũi cao đẹp, phù hợp với gương mặt, nâng nét đẹp của bạn trên gương mặt trở lên hoàn mỹ, tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn còn thiếu bấy lâu nay trên gương mặt bạn. Gangnam, nâng tầm vẻ đẹp, kiến tạo ước mơ.